giường xếp Hàn Quốc, giường xếp văn phòng, giường xếp ngủ trưa văn phòng, giường xếp hai khúc, giường xếp ba khúc. Đa năng gấp gọn, siêu khuyến mãi. Tay cầm, bánh xe. Cho người lớn tuổi. Chỉ cần rút chốt ra hạ xuống xài là ok. Nè. Nè mà 3 lớp. Hai lớp này mốt, một lớp này cướp cũng nóng. Của là tháo nó giặt được. Cũng như áo khoác.